Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại chùa Thế Sơn Tự nhân kỷ niệm 167 năm ngày Đức Phật Thầy Dương Tịch. Tiếp theo mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi quang cảnh tại chùa Thế Sơn Tự vào mùng 10 tháng 8 năm 2023. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là quang cảnh ở phía trước chùa Thế Sơn Tự. Hàng nghìn cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ Đức Phật Thầy Tây An nhân kỷ niệm 167 năm ngày Đức Phật Thầy Dương Tịch. Rất là đông quý vị. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023. Hàng ngàn cô bác từ khắp mọi nơi trở về chùa Thế Sơn Tự để dự lễ kỷ niệm 167 năm ngày Đức Phật Thầy Dương Tịch. Rất là đông quý vị. Và đây là cái nơi trang trí đại lễ của Đức Phật Thầy quý vị. Các quý vị đang làm tất bật. Đây là mô hình đang làm quý vị. Cái này là mô hình chắc hình ông vòng quá ha anh. Cái này chắc cái phần đầu quá. Cái đầu. Dạ dạ. Tất cả mô hình này bằng trái cây hết nè. Quấy gấp đầu rồi đó. Dạ. Là cái này với đó là mình gấp chung đó anh. Dạ. Dạ. Tràn vô hết sức. Đây gắn này còn mới gấp đầu. Dạ dạ. Nó lỡ sao đó rồi. Nó đi với hàng đâu đó. Đây là mô hình am rồng trang trí ở trước chùa Thế Sơn Tự quý vị. Một hai ba tiếng một hộ, một cái nhảy 2-3 tiếng một hộ, mấy chục người gắn, hết sức công phu rồi. Cao này cao này cao này cao này cao này cao cái này chắc ngày mai mình xong không anh? Xong không? Này gắn giải này thôi xong anh. Vậy hả? Vậy là bữa nay xong rồi. Nếu vậy là chắc chiều nay chắc hoàn thành hết này rồi. Lát xíu rồi, đúng rồi chiều nay là lên đèn rồi. Dạ. Quá đẹp. Công phu biết bao nhiêu nói tàn. Thank you.
À, đây là quang cảnh ở chùa Thới Sơn Tự vào ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023 quý vị. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8. Tuy nhiên cô bác trở về dự lễ Đức Phật Thầy Tây An nhân kỷ niệm 167 năm ngày Đức Phật Thầy Dương Trạch rất là đông. Đây là quang cảnh ở nơi chánh điện chùa Thới Sơn Tự. Đây là quang cảnh cô bác từ khắp mọi nơi trở về chùa Thới Sơn Tự để cúng quý vị. Đây là các cái bông hoa đã được chuẩn bị sẵn để cắm thành những cái chậu hoa để dâng cúng lên các ngôi nhân kỷ niệm lần thứ 167 năm ngày Đức Phật Thầy Dương Trạch. Đây là những cái lẵng hoa rất là đẹp. Đây là khu trưng bày sách chào mừng lễ giỗ lần thứ 167 năm của cụ Đoàn Minh Quyên năm 2023. Đây là các cái phần sách đã được trưng bày nè quý vị. Đây là những cái chú đang khắc hình
hình đó ông rồng quý vị, và đang trong quá trình làm. Đây là phần đầu của rồng. Cái trái này trái gì mà thấy lạ quá. Trái gì? Cài ri. Càng mới biết. À đằng đó chắc chắc nghe cái hộp đó đỏ đó ha anh. Càng mới thấy á. À, một cái trái nè. Dạ dạ. Đi kiếm ngày nữa giờ. Càng mô hình ông vòng anh nhìn hết sức già đẹp rồi. Già với anh này hết sức vào tay. Già. Công phu biết nhiều đó. Đây là mô hình hai ông rồng còn đang trong quá trình làm quý vị. Cái này mình làm chiều nay nhóm xong không hả anh? Dạ rồi à. À vậy là chiều nay xong hết luôn. Càng ơi già. Dạ. Đây là nhà trưng bày tóc của Đức Phật Thầy quý vị. Đây là khu vực thờ tóc của Đức Phật Thầy. Đây là dãy rồng nha quý vị. Cái này giống cái lưỡi búa ha. Rồng thầy sư. Tóc của Đức Phật Thầy đó cô, 5 cộng. Dạ, trên đó đó là tóc của Đức Phật Thầy đó mà không có vô trong đó. Dạ dạ. Mình đâu thấy được. Dạ, có bây giờ có 5 cộng ạ. Dạ. Tóc của Phật Thầy là ở chiều Âm Tự cũng còn một nơi thờ nữa. Dạ, có dịp cô đến chiều Âm Tự á. Chiều Âm Tự là ở Cao Lãnh á. Là cũng nơi đó cũng có một thờ một lọn tóc của Đức Phật Thầy nữa. Dạ. Mà ở chiều Âm Tự thì tóc nhiều hơn đây. Là ngày xưa Đức Phật Thầy Thí Pháp đó là ngài có cho ông Đạo Ngoạn một lọn tóc này nè. Rồi khi ông Đạo Ngoạn ổng mắc ổng truyền lại cho con. Cũng còn lưu giữ tới bây giờ luôn đó. Dạ. những cái đồng tiền này nè cô, ở chùa Tam Bổ cũng có nữa. Dạ, chùa Tam Bổ cái chỗ Võ Ốc á. Dạ, trong Ba Chúc á, thời Đức Bổn Sư đó là cũng có những cái đồng tiền lớn như thế này nè. À. Đây là những cái kỷ vật hết sức bằng đồng. Hãy
này cái gì? Dãy, dãy ông rồng á con. Dãy rồng. Dãy rồng. Dạ. Cái này là cái dãy rồng. Cô nhìn là nó đâu phải là những con hến mà mình nhìn nó dẹp vậy đó. À. Thầy An, dạ. Ở trên đó là tóc của Phật thầy đó cô. Dạ, năm nhợ tóc của Phật thầy. Dạ. Năm sợi tóc của Phật thầy. Dạ. Tóc của Phật thầy là hiện nay là còn ở chỗ này còn nè, dưới chiều âm tự. Chiều âm tự cũng có nữa, chiều âm tự là một loạn tóc luôn á. Dạ, ở chiều âm tự ở Cao Lãnh đó cô. Dạ. Là hiện giờ đó còn thờ. Dạ. Trên đó đó anh bây giờ có năm cộng mình không thấy được. còn ở chiều âm tử á cô, là mình thấy một loạn gì luôn nè. Chiều âm tử á, dạ. Là cái chùa chiều âm tử. Chùa chiều âm tử mà mình đi mình đi tới Cao Lãnh mình hỏi chùa ông chính á là người ta mới biết, nói chuyện âm tử nhiều khi có người biết người không. Ông chính đó là con của ông Đạo Hoàng, và ông Đạo Hoàng là một trong 12 vị đại đệ tử của Đức Phật thầy đó cô. Dạ. Chừng ở đâu? Em ở Tân Châu, mà em đi quay YouTube, em đi nhiều nơi, em ra. Dạ. Đây là giấy rồng này cô. Nên xếp cái vật này giờ anh thấy đâu phải dễ kiếm mà em này. Hồi cấp mà em còn nhỏ đó là có nghe ông Út cũng nói, ông Út của em á, nhưng mà tới bây giờ mới thấy đó. Ông nói trong Thới Sơn á, trong Thới Sơn dãy dòng. Dạ. Mình ở đây mình xuống mà chạy ruộng bao xa đi? Chạy ruộng gần cô. À, đây là quang cảnh ở phía trước đường chùa Thới Sơn Tự. À, ngay thời điểm này đang bị kẹt xe quý vị. Đẩy vô đây được rồi. À, đây là chạy cơm số 3. À, hàng ngàn cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ của Đức Phật thầy rất là đông. Dạ. Và đây là tất cả các cái rau củ quả đã được chuẩn bị sẵn và rất là nhiều quý vị để làm các cái món thức ăn nhằm để đẩy cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ của Đức Phật thầy. Lúc này khoảng 11:30 ngày 10 tháng 8 năm 2023. Nhưng hiện tại ở phía trước đường của chùa Thới Sơn đã bị kẹt xe quý vị. Cô bác từ khắp mọi nơi trở về dự lễ của Đức Phật thầy. Hôm nay chỉ ngày 10 tháng 8 nhưng mà số lượng cô bác trở về dự lễ của Đức Phật thầy rất là đông quý vị. Và hiện tại là đang kẹt xe ở phía trước chùa Thới Sơn Tự.
Ở đây là quang cảnh đang kẹt xe quý vị. Đi nước sôi, nước sôi. Đây là quang cảnh kẹt xe ở chùa Thới Sơn Tự lúc này khoảng 11:30 ngày 10 tháng 8 năm 2023 quý vị. Số lượng khách có thể lên đến cả nghìn người, cả triệu người trở về dự lễ của Đức Phật Thầy năm nay rất là đông. Đây là quang cảnh đãi cơm ở trại cơm số 2 quý vị. Con ơi cho tôi đi chút. Quá đông. Lúc này tại đình tại chùa Thới Sơn khoảng 11:30 quý vị, và số lượng cô bác trở về dự lễ của Đức Phật Thầy càng lúc càng tăng, cho nên là trước đường ở nơi chùa Thới Sơn Tự đang bị kẹt xe. Hiện tại các cái xe khách chở người đang bị đứng tại chỗ quý vị. Và đây là quang cảnh ở bên trong khuôn viên của chùa Thế Sơn quý vị. Video này xin kết thúc tại đây nha quý vị. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.